Mỗi khi quân đội thiếu lương thực, là đội trưởng nhưng Lee Jin-tae không cần phải làm gì cả, bởi vì anh chỉ cần dùng thân phận anh hùng chiến đấu của mình, triệu tập buổi phát sóng trực tiếp trước camera. Sau đó lương thực không chỉ được chuyển đến tận trại quân đội, mà thậm chí còn có thể mang về nhà. Có cả những đồ hộp mà những người lính chưa từng thấy trước đây, thêm cả bánh quy và đồ ăn nhẹ khác. Nhưng việc giải quyết nhu cầu cấp thiết của quân đội của người đại anh hùng vẫn không thể tránh khỏi việc bị đồng đội đâm sau lưng. Người ta không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn có đôi mắt to, hơn nữa còn rất ăn ảnh. Này tiểu tử, cậu thì hiểu gì chứ? Mắt to cũng vô dụng mà thôi. Tôi chỉ thấy sẽ khiến bụi bay vào mắt dễ dàng hơn thôi. Anh không những không tránh khỏi sự chửi bới của đồng đội, mà thậm chí cũng không thoát được việc bị trách cứ. Đến cậu em trai mà mình coi như con cũng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Nếu chưa đủ thì cứ nói tiếp đi. Anh nói cho em biết, bọn họ nói không cần biết anh muốn bao nhiêu sô-cô-la, bọn họ đều có thể cho. Không biết có phải là em trai Jin-suk đang ghen tị với thành tích xuất sắc của anh trai hay không. Ngược lại, anh trai không ngừng lập công bằng bất cứ giá nào. Trong mắt Jin-suk có một sự kỳ lạ và bối rối. Anh không cần lo cho em nữa đâu. Bởi chỉ vài tháng trước, khi chiến tranh Triều Tiên lúc đó còn chưa nổ ra, thì trong trái tim Jin-suk, anh trai Jin-tae chắc chắn là người đáng tin cậy nhất. Mặc dù cha của họ đã sớm qua đời vì bệnh tật, nhưng Jin-tae với tư cách là con trai cả chưa từng để em trai phải chịu vất vả. Vì muốn em trai tập trung học hành cho tốt, anh cũng đã nghỉ học và làm công việc đánh giày trên phố, chăm chỉ làm việc để dành tiền cho Jin-suk học hành. Anh mua thứ đắt tiền như vậy làm gì chứ? Không phải em rất thích nó sao? Cảm ơn anh trai nhiều. Và Jin-suk cũng không để anh trai thất vọng, cậu luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, trở thành niềm tự hào lớn nhất của Jin-tae. Nếu không chuyện ngoài ý muốn, thì với thành tích của Jin-suk, đến tháng 3 năm sau, cậu sẽ nghiễm nhiên bước chân vào Đại học Quốc gia Seoul. Anh em đồng lòng còn nhờ sự nỗ lực không ngừng của Jin-tae, anh đã mở cho vị hôn thê hiền lành và người mẹ bệnh tật của mình một quán mì ở khu trung tâm sầm uất nhất Seoul. Tuy cuộc sống gia đình không giàu có, nhưng Jin-tae vẫn tràn đầy niềm tin vào tương lai. Từ nay hãy dùng cái này lau mặt nhé. Em đã dùng vải từ chiếc váy để làm cho anh đó, không được quăng đi đâu đấy. Nhưng đúng lúc Jin-tae tưởng rằng tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đón, thì những ngày tháng tươi đẹp đã kết thúc. Mùa hè năm ấy, chiến tranh Triều Tiên đã nổ ra. Quân đội Kim Il-sung ở phía Bắc phát động chiến tranh. Nhìn sự hối hả của Seoul, có thể thấy được bầu trời bị đạn pháo nhuộm đỏ suốt đêm, còn có những người tị nạn chạy trốn khắp nơi. Cho dù Jin-tae có ý định đưa cả gia đình lên kế hoạch chạy trốn về phía Nam, nhưng khi anh đang vội vã lo vé tàu cho gia đình, thì không ngờ Jin-suk đã bị quân đội bắt giữ để điều tra. Đưa đi, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 18 tuổi, đưa cậu ta đi thẩm tra. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thanh niên độ tuổi từ 18 đến 30. Đừng đi, họ không thể bắt người đi như vậy được. Không có chuyện gì đâu, em vẫn là sinh viên mà. Đến khi Jin-tae quay lại, đã thấy vẻ mặt mẹ rất lo lắng. Ngay cả vị hôn thê của mình cũng vậy. Cả người anh như tê dại, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Jin-tae không chút do dự, vội vã lên chuyến tàu hướng tới tiền tuyến. Và như dự đoán, anh đã tìm thấy Jin-suk đang sợ hãi trong khoang tàu. Ngồi xuống, đây là mệnh lệnh, đi mà, ra lệnh cho cấp dưới của anh. Chúng tôi muốn xuống xe. Oát, con ngồi xuống cho tao. Nhưng dù Jin-tae có khỏe mạnh đến đâu, thì một người tay không tấc sắt như anh sao có thể đánh bại được bốn tay. Và khi tàu bắt đầu chạy, bọn họ bất giác nhớ đến gia đình còn đang chờ đợi mình. Yang-sin lo lắng gọi tên hai anh em, một câu từ biệt cũng chưa kịp nói, chỉ đành bất lực chạy theo đoàn tàu. Người mẹ già yếu cũng đuổi theo trong vô vọng. Jin-tae, mẹ à, Jin-suk. Lúc này quân đội miền Bắc đã bắt đầu tấn công. Mùa hè năm 1950, những người lính không được phòng bị dưới sự chỉ huy của Lee Jong-suk đã bị đánh cho thương vong tan tác, chiến hào đầy dẫy binh lính hy sinh. Và điều đầu tiên mà chỉ huy của Jin-tae và Jin-suk dạy cho họ không phải là cách sử dụng súng, mà là viết một lá thư tuyệt mệnh, bỏ vào trong túi ngực. Trong doanh trại quân đội không những không có đồ ăn thức uống, đồng thời những trận chiến giữa hai phe đang diễn ra liên tục, các chiến hữu như bông lúa gặt mùa thu. Bởi những người lính miền Bắc từng là một gia đình, khó có thể giữ được tính mạng. Hít thở đi Jin-suk, em làm được mà. Hít thở mạnh vào, mạnh hơn chút nữa. Jin-suk, làm tốt lắm. Jin-suk vốn đã không còn hy vọng trở về nhà, vì thế cậu cũng giống như đa số các binh lính, dùng cây bút do anh trai tặng, rưng rưng nước mắt viết lá thư tuyệt mệnh. Thư tuyệt mệnh là viết cho những người muốn chết. Em không được nản chí như vậy. Cũng chính từ ngày hôm đó, khi Jin-suk phát hiện anh trai mình đi ra khỏi lều chỉ huy, dường như đã biến thành một con người khác. Cậu còn chủ động tình nguyện tháo bom mìn đặt ở con đường duy nhất đến phía Bắc. Các binh sĩ trong quân đội bị cắt nước và thực phẩm trong 3 ngày. Khi những đồng đội bị thương đang tuyệt vọng, họ đã bắt đầu cầm súng tiêu diệt lẫn nhau. Tình thế lâm vào đường cùng. Jin-tae đã đề xuất tấn công quân Triều Tiên vào ban đêm. Cũng chính tại trận chiến này, Jin-tae đã lao ra tiền tuyến bất chấp sinh tử. Cũng chính trong trận chiến này, anh một mình tiến vào trại quân sự Bắc Triều Tiên, tiêu diệt được đô đốc
lập được chiến công hiển hách. Cũng chính trận chiến này đã khiến Jin Suk có một cảm giác xa lạ mãnh liệt đối với anh trai mình. Cậu lao lên như cỏ dại. Lẽ nào anh nghĩ mình là mình đồng ra sắt? Ở đây mọi người đều có thể chết bất cứ lúc nào. Anh à, bị điên rồi hay sao? Cũng chính vì trận chiến giành thắng lợi lớn, liên minh do Mỹ dẫn đầu cũng đã chính thức tham chiến. Không còn nghi ngờ gì nữa. Với sự thể hiện xuất sắc của Jin Tae trên chiến trường, thông tin này ngay lập tức được các phóng viên Mỹ đưa tin. Với những thành tích đó, anh được khen ngợi với danh xưng anh hùng nhân dân chính nghĩa. Những lời tâng bốc đó đã đưa Jin Tae lên đến tận mây xanh. Nhưng trong lòng Jin Suk lại càng ngày càng cảm thấy thất vọng với anh trai. Em muốn nói gì thì mau nói đi. Em muốn viết một lá thư cho mẹ và chị Yang Sin. Chúng ta có thể nhờ ai đó mang lá thư đến cho họ. Bây giờ điều đó là cần thiết sao? Lee Jin Tae đâu rồi? Lần sau sẽ viết, bây giờ anh có việc rồi. Phải tận dụng cơ hội khi có người mới có thể gửi thư. Lee Jin Tae đâu? Em viết giúp anh nhé. Lúc khác gặp sau. Nhưng mà anh ơi, mặc dù các đồng đội vì thành tích xuất sắc của Jin Tae cũng đi theo để cố tình lợi dụng, nhưng Jin Suk đã nhìn ra, bọn họ cùng hành động theo một nhóm, nhưng chỉ có Jin Tae nhận được công lao, từ đầu đến cuối đều không khiến người ta thuyết phục. Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện, xin anh đừng cố gắng lập công nữa. Hãy từ bỏ hoàn toàn ý tưởng liều lĩnh này đi, bởi vì em chỉ có một người anh trai là anh. Jin Suk cũng không biết anh trai có nghe lời mình hay không, nhưng điều duy nhất cậu mong đợi chính là chiến tranh hãy mau chóng kết thúc. Rất nhanh, sau khi quân đội của Mỹ được trang bị đầy đủ vào chiến trường, cuộc phản công của quân đội Hàn Quốc ngày càng ác liệt. Vào tháng 10 năm 1950, quân đoàn nơi anh em Jin Tae đóng quân, với sự hỗ trợ của xe tăng và pháo binh, Bình Nhưỡng đã bị tấn công. Tuy nhiên Jin Tae lúc này đã là tiểu đội trưởng. Sau khi nói chuyện với em trai cả đêm, anh cũng không hề nghe lời khuyên từ cậu, ngược lại càng chiến đấu dũng cảm hơn. Trên đường đánh nhau với quân Triều Tiên, vẫn là người dẫn đầu đoàn quân, anh dùng tài thiện xạ tuyệt vời, một mình bắn hạ, chỉ huy Triều Tiên chuẩn bị trốn thoát, cùng một nhóm. Sau đó, anh dùng nắm đấm đánh tên chỉ huy một trận dữ dội, nhưng chính vì hành động đơn độ của anh, muốn bắt sống tên chỉ huy, đã khiến đồng đội bị mất mạng, không được động đậy. Này mau bình tĩnh lại đi, tỉnh lại đi anh Jo, bỏ tôi ra, là tôi bắt được hắn. Biết rồi, là tôi bắt được hắn ta. Nhìn xem, vì muốn lập công, mà Jin Tae lại không ngừng hét lên chính anh là người bắt được địch. Trong lòng Jin Suk cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Cậu không hiểu ý nghĩa của chiến tranh là gì, nhưng cậu biết, người anh trai thật thà trước đây đã không bao giờ trở lại. Anh rốt cuộc vì cái gì mà muốn có được công lao? Tiểu đội trưởng Trung Sĩ Lee, anh ham danh vọng lắm sao? Ham những buổi phỏng vấn với những chàng pháo tay đúng không? Tiếp theo là Trung đội trưởng, Đại đội trưởng đúng không? Khi anh Jo sắp chết, anh có biết mình đang làm cái gì không? Tại sao anh lại biến thành như thế? Việc lên chức quan trọng đến thế sao? Jin Tae nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu thiếu niên luôn được mình chăm sóc che chở, anh định lên tiếng, nhưng cuối cùng cũng không thể mở lời. Trong cuộc truy đuổi những binh lính Bắc Triều Tiên chạy trốn sau đó, khi Jin Tae đang trên đường rút lui, đã nhìn dân làng bị lính Bắc Triều Tiên tiêu diệt. Anh rất căm phẫn, nhìn những xác chết chất chồng khắp nơi, anh thậm chí còn sôi máu hơn, không để tên nào thoát. Mặc dù Jin Suk không đành lòng, nhưng cậu biết rất rõ những người chết dưới họng súng của anh trai mình là những người gây rất nhiều tội ác, chết cũng không oan. Nhưng lúc này điều Jin Suk không biết là ngày hôm sau địch lại tiếp tục vây hãm đồng bào. Cậu tạm gác những chỉ trích đối với anh trai vào trong lòng, cố gắng tiêu diệt toàn bộ quân địch. Bên cạnh mỏ than gần đó, rất nhiều nữ công nhân đã bị sát hại và bị treo cổ lên một cách vô nhân đạo. Trước tình hình như vậy, những người đồng đội ẩn nấp trong một góc, làm sao có thể bỏ qua? Nhưng điều không ai ngờ là, dưới ngọn lửa hừng hực, trong số những kẻ tháo chạy, lại có một người cùng lớn lên với Jin Suk, Min Huy, người cũng được Jin Tae coi như em trai. Có chuyện gì thế, anh Jin Suk? Họ nói với em nếu không gia nhập quân đội nhân dân thì sẽ chết, cần báo cáo không? Anh Jin Tae, báo cáo rằng toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt. Anh rốt cuộc đang nói gì thế? Những kẻ này sẽ là gánh nặng của chúng ta. Cậu ấy là Min Huy, chính là người anh đã từng chăm sóc đấy. Trong mắt anh bọn họ chỉ là quân thù. Anh Jin Tae, em là Min Huy đây mà anh. Tôi không quen người đã giết hại trăm mạng đồng bào. Một kẻ độc ác nhẫn tâm. Lời nói của Jin Tae khiến Jin Suk như bị sét đánh ngang tai. Lần đầu tiên cậu không nghe lệnh của anh trai, cũng là lần đầu tiên cảm giác căm ghét dâng lên từ tận đáy lòng đối với người anh trai ham công lao. Bắn đi, hôm nay xem như các người may mắn đó. Nhưng rất may, với sự nỗ lực của cậu đã cứu được Min Huy một mạng. Cũng từ miệng của Min Huy cậu mới biết mẹ mình khi trở về Seoul đã bị bệnh. Jin Suk lòng như lửa đốt. May thay, phía tiền tuyến liên tục truyền đến những tin vui. Quân đội nhân dân Triều Tiên bỏ chạy khỏi Busan về đến vĩ tuyến 38, toàn bộ là 80.000 người, chỉ còn khoảng sót lại 20.000 người. Và Jin Tae, người đã thể hiện rất xuất sắc trong cuộc chiến này, trong tiếng hò reo của các chiến sĩ, cuối cùng cũng có được thứ mình muốn, chính là huân chương danh dự cao quý của Hàn Quốc. Khi một người đứng đủ cao,
thì những lời nói xấu sau lưng và vu khống trước đây sẽ không còn được nghe thấy nữa. Jin Tae lúc này chỉ nghe thấy những tiếng hò reo và vỗ tay từ các đồng đội. Nhưng khi anh muốn chia sẻ tin vui này với em trai của mình, nói cho cậu biết cậu sẽ sớm được xuất ngũ và quay trở lại con đường học hành, nhưng lại bị Jin Suk đối xử một cách lạnh lùng. Nhưng điều Jin Suk không ngờ, vào ngày đầu tiên sau khi bị bắt đi lính, Jin Tae bước vào doanh trại của chỉ huy, đã rất vất vả cầu xin ông ấy có thể để em trai xuất ngũ và quay trở lại trường học được không. Nhưng chỉ huy nói với anh, ở đất nước này, chỉ đạt được huân chương danh dự mới là cách duy nhất giúp Jin Suk có cơ hội xuất ngũ. Vì thế, Jin Tae mới bất chấp mọi nguy hiểm để đạt được điều đó, thậm chí có thể nói rằng đạt được công lao đã khiến anh mất đi bản chất. Nhưng khi anh chưa kịp giải thích mọi chuyện, thì tiếng còi báo động lại vang lên. Đó là quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc từ khắp miền núi và đồng bằng, vẫy lá cờ đỏ 5 sao trên tay, như cơn lũ không thể ngăn cản được. Và vừa rồi còn đang ăn mừng rằng có thể trở về nhà trước năm mới, bây giờ chỉ đành bất lực thu dọn hành lý. Sâu thẳm trong lòng không hề có chút nào muốn phản kháng. Khi pháo binh tới, những người lính Hàn Quốc đã mất hết tinh thần. Một kẽ hở đã bị lợi dụng bởi một tù binh bị bắt trước đó, bắt một người lính làm con tin để tìm đường sống cho mình. Nhưng bọn họ làm sao biết được. Lúc này Jin Tae đã vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh nổ súng bắn tất cả mọi người, bất kể phía đó có là ai, kể cả Min Huy, người đã lớn lên cùng họ, không được bắn. Nhìn thấy Min Huy nằm trên vũng máu, sự hận thù trong lòng Jin Suk đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu tuyệt vọng vứt bỏ người thân yêu nhất của mình, người anh trai cũng giống như người cha. Sao anh có thể như vậy chứ? Sao anh lại giết cậu ấy? Quân tình nguyện bất lực trước lực lượng liên quân Mỹ, chỉ đành rời đi theo những người tị nạn, rút lui về Seoul phía nam vĩ tuyến 38. Mặc dù không có lễ trao huân chương hoành tráng, nhưng để nâng cao sĩ khí, Jin Tae vẫn được nhận huân chương cao quý nhất. Tôi có một chuyện muốn nói với ông. Nói đi, chính là vấn đề của em trai mà trước đây tôi đã đề cập. Đợi đến căn cứ mới tôi sẽ báo cáo với sư đoàn trưởng. Cậu không cần lo lắng, sẽ ổn thôi. Nghe vậy trong lòng Jin Tae giống như có tảng đá đè nặng, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi họ đưa quân đội Nam tiến, Jin Suk lại nóng lòng muốn về nhà. Trong thời kỳ chiến tranh hỗn loạn này, Jin Tae không thể yên tâm để em trai hành động một mình, vì thế anh cũng lên xe trở về. Cũng kể từ đó anh đã dấn thân vào con đường không thể quay lại được nữa. Trên đường trở về, Jin Suk đã phát hiện ra tình hình xung quanh Seoul hiện nay cũng rất hỗn loạn. Chính lúc không nhìn thấy hình bóng mẹ ở đâu và có chút thất vọng, thì chị dâu lại từ trong bước ra. Jin Suk, chị Yang Sin. Nhưng khi họ chưa nói chuyện được bao lâu, thì ngay sau đó, những người thuộc lực lượng vũ trang xuất hiện ở cửa. Họ dùng vũ lực bắt Yang Sin đi, và còn nghi ngờ Jin Suk là quân cộng sản cải trang, nên đã đưa cậu cùng đi. Khi nhìn thấy em trai và em gái của vị hôn thê chạy trên đường, Jin Tae lúc này mới nhận ra tình hình không ổn. Lee Jung Ya Jung Kuk Se Kim Yang Sin, các người nhất định nhầm người rồi. Hóa ra là trước khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, quân cộng sản dùng danh nghĩa phân phát thực phẩm, dụ người bình thường không có kinh nghiệm, ký vào biên bản tham gia. Và lúc này Yang Sin đang quỳ dưới đất, trước một cái hố lớn chứa đầy những người đồng hương bị bắn. Cô vô cùng hoảng sợ, nhưng điều cô không ngờ, khi tiếng súng vang lên từ phía sau, cô không những không chết, mà còn nhìn thấy người đã mất tích nửa năm qua, bây giờ lại đứng trước cô như một vị thần. Mày mau tránh ra, các người muốn làm gì? Nếu không tránh mày sẽ chết, ai dám động vào cô ấy thì sẽ phải chết. Cơ hội cuối cùng đấy, tránh ra, không được động đậy, nếu không muốn chết thì hãy đứng im. Anh mau đưa chị ấy đi đi, chúng mày muốn cứu con đàn bà bẩn thỉu này sao? Ai cũng biết cô ta đã ngủ với không biết bao nhiêu quân cộng sản, cầm miếng trước khi tao xé xác mày ra. Nhưng Yang Sin vì sự trong sạch của mình đã không chọn rời đi. Cuộc xung đột giữa họ với lực lượng vũ trang sắp nổ ra. Khi Jin Tae muốn kéo Yang Sin khỏi nơi này, nhưng không ngờ cô lại bị trúng một phát đạn lạc, ngã xuống vũng máu và ra đi mãi mãi. Chị Yang Sin, Yang Sin hãy cố lên, anh vẫn còn mang theo chiếc khăn chứ? Em thực sự rất nhớ anh. Anh không biết em đã chờ đợi vất vả như thế nào đâu. Em tuyệt đối không làm gì có lỗi với anh. Jin Tae, em không muốn chết. Jin Tae, khi hai anh em mất đi người yêu và chị dâu, đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Tình trạng này giống như một cơn sóng biển dữ dội. Lúc này họ cũng đã hiểu, trên đường đi các ngôi làng đã hoàn toàn bị xóa sổ. Điều đó không hoàn toàn là do quân cộng sản làm. Bạn bè người thân, mỗi người trong số họ đều là vì sự tranh chấp quyền lực này. Chiến tranh bắt đầu, rồi chia ly. Điều này khiến Jin Suk không thể tha thứ cho anh trai mình nữa. Chị Yang Sin chính là bị anh hại chết. Anh điên thật rồi. Và chỉ huy tổng bộ tư lệnh cũng không hề thừa nhận cái gọi là huy chương danh dự đó. Thậm chí khi quân cộng sản phản công, vẫn ra lệnh thiêu chết tất cả tù binh. Nhìn thấy quân đội đang đổ những thùng dầu xuống, đôi mắt Jin Tae không thể rời khỏi. Anh không màng tới những viên đạn đại bác đang bắn phá bầu trời, chỉ muốn chạy đến nhà kho nơi Jin Suk đang bị giam giữ. Cũng chỉ có thể chứng kiến
Nhà kho bị nhấn chìm trong ngọn lửa một cách tàn nhẫn. Sau khi lửa được dập tắt, anh đã tìm thấy cây bút từng tặng cho Jin-suk, nỗi đau thấu trời nhưng không thể rơi một giọt nước mắt. Nhìn thấy những kẻ ác độc, Jin-tae đã nhặt một hòn đá. Anh muốn đánh chết kẻ đã giết hại em trai mình. Nhưng điều anh không ngờ là, Jin-suk ngay từ khi châm lửa, đã được đồng đội cứu thoát. Điều đó đã khiến cậu rất ngạc nhiên, bởi vì chỉ một ngày mà mất đi hai người thân yêu nhất đã khiến Jin-tae bị kích động, đào tẩu khỏi quân đội Hàn Quốc. Thậm chí bởi vì cậu, lúc điên lúc tỉnh, nên đã trở thành một con người vô cùng đáng sợ. Đội trưởng đội cờ đỏ, người này không liên quan gì đến tôi, người đánh giày Lee Jin-tae tôi từng biết. Anh ấy yêu gia đình mình hơn bất cứ ai khác, còn là một người tốt và rất yêu thương em trai. Đạt được huân chương danh dự và trở thành đội trưởng đội cờ đỏ, không phải là anh trai tôi. Ban đầu, khi Jin-suk còn nghĩ rằng anh trai chỉ đang đòi tự do cho chính mình, nhưng bất ngờ khi tỉnh dậy lại nhận được lá thư của anh ấy để lại, lúc bấy giờ cậu mới hiểu, anh trai chưa bao giờ thay đổi. Anh ấy luôn đánh giá cao Jin-suk, một người anh coi em trai còn hơn cả mạng sống. Vì thế, lần này Jin-suk sẽ chiến đấu vì anh. Cậu nhân danh tham gia trận chiến, đã chủ động ra tiền tuyến. Vào đêm trước khi trận chiến bắt đầu, cậu lẻn vào doanh trại quân đội Triều Tiên. Nhưng điều cậu không ngờ tới là, khi bị bắt lại, chỉ huy Bắc Triều Tiên đã hỏi Jin-tae có em trai hay không, và đã nhận được một câu trả lời rất tiêu cực. Anh, cầu xin anh ơi em là Jin-suk, báo cáo tiểu đội trưởng bảo tôi đến đưa người này đến gặp anh ấy, nhưng chính lúc một chiến sĩ đưa cậu ra tiền tuyến. Trong lúc tìm Jin-tae, máy bay của quân Mỹ bắt đầu ném bom, khắp nơi đều là khói lửa và xác chết, thậm chí cả chiến sĩ đưa Jin-suk đi, cũng đã bị chết dưới bom rơi đạn lạc, và Jin-suk, dưới hỏa lực của quân đội Hàn Quốc, vẫn tuyệt vọng chạy khắp mọi nơi để tìm anh trai. May mắn là, giữa những tiếng la hét giết chóc đã truyền cảm hứng cho binh lính Bắc Triều Tiên, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dấu vết của đội cờ đỏ, và trong số đó là những người dũng cảm và giỏi chiến đấu nhất. Bây giờ rất khó để có thể nhận ra được hình bóng của anh trai, khiến Jin-suk suýt chút nữa phát khóc. Lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được Jin-tae, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là anh trai đã rơi vào trạng thái điên loạn. Khi đối mặt với Jin-suk, anh cũng không hề nương tay. Jin-suk hết lần này đến lần khác khóc khàn cả giọng, cuối cùng thì anh trai cũng tỉnh lại. Anh còn phải đến thắp hương cho chị Yang Sin đấy. Anh không phải nói muốn mở tiệm giày để cho mẹ được sống hạnh phúc sao? Anh không thể cứ như vậy mà chết được. Anh vì muốn cho em học đại học mà đi đánh giày, vậy thì anh phải nhìn thấy em vào đại học mới đúng chứ. Jin-suk à, anh, hóa ra em vẫn còn sống, em vẫn còn sống. Đây là thứ anh tìm thấy ở đám cháy. Điều Jin-tae không ngờ là, Jin-suk lúc đó không cầm bút, chỉ là khi thỏa thuận muốn khi quay lại phải mang theo cây bút đến gặp cậu. Lúc này quân Bắc Hàn đang phản công, đã không còn thời gian để hai anh em có thể nói thêm gì nữa. Vì thế Jin-suk chỉ đành cố gắng lết một chân bị thương trở về doanh trại Hàn Quốc. Nhưng điều khiến cậu nhớ mãi chính là sự trở về của anh trai, khiến cậu từ một thanh niên trẻ đã đợi cho đến khi 60 tuổi, bấy giờ quân đội mới tới biên giới, nhìn thấy cây bút của anh trai. Không phải anh nói muốn quay lại để mở tiệm giày sao? Sao anh lại ở đây? Em đã đợi anh 50 năm rồi, anh nên nói gì đó với em đi chứ. Hóa ra ngày Jin-suk quay người rời đi, anh trai vì không để quân đội đuổi theo cậu, đã quay họng súng, không ngừng xả đạn về phía quân Triều Tiên. Và ngày hôm đó 50 năm trước anh cũng đã chết, cũng không thể thực hiện lời hứa với em trai nữa.